Khi bắt tay vào trang trí nội thất cho công trình nhà ở thì một trong những quy định quan trọng nhất mà các bạn phải đối mặt khi trang trí phòng khách trong căn nhà ống chật hẹp của chính mình chính là việc lựa chọn một mẫu ghế sofa sao cho thật phù hợp. Lựa chọn mua ghế cho phòng khách nhà ống không chỉ đòi hỏi các bạn cần dành nhiều thời gian để cân nhắc về phong cách thiết kế của ngôi nhà ống mà còn cần các bạn là am hiểu về không gian phòng khách cũng như nhu cầu sử dụng của ghế sofa. Trong video ngày hôm nay, Vlog Nội Thất Đẹp sẽ chia sẻ tới bạn về những kinh nghiệm quý báu để giúp bạn chọn mua ghế sofa hoàn hảo cho phòng khách trong căn nhà ống yêu quý của mình nhé. Đồng thời xem hết video này, các bạn sẽ biết thêm những nội dung như sau. Đặc điểm của phòng khách nhà ống. Lưu ý khi mua ghế sofa cho phòng khách nhà ống. Top những mẫu ghế sofa cho phòng khách nhà ống đẹp năm 2023. Đặc điểm của phòng khách nhà ống. Không gian nhỏ. Một trong những đặc điểm dễ nhận biết của không gian phòng khách trong nhà ống chính là diện tích hạn chế. So với các căn hộ hoặc là nhà truyền thống, phòng khách ở trong nhà ống thường sẽ nhỏ hơn, đòi hỏi gia chủ cần phải cẩn trọng trong việc bố trí đồ nội thất để tận dụng không gian cho thông thoáng nhất có thể. Điều này thường đòi hỏi chúng ta là phải lựa chọn những món đồ nội thất có thiết kế thông minh, ưu tiên sự nhỏ gọn. Thiết kế mở. Để tạo ra cảm giác thoải mái và rộng rãi trong không gian nhỏ, nhiều gia chủ đã lựa chọn thiết kế mở trong phòng khách nhà ống. Phổ biến nhất trong số đó là việc kết hợp phòng khách với phòng ăn, tạo ra một không gian sống thông thoáng. Bên cạnh đó thì thiết kế mở cũng giúp tối ưu hóa sự lưu thông không khí và ánh sáng tự nhiên, làm cho căn nhà trở nên sáng sủa và thú vị hơn. Bố trí nội thất thông minh. Trong phòng khách nhà ống thì việc bố trí nội thất chính là một thách thức khá lớn cho mọi chủ nhà. Đa số mọi người thường lựa chọn bộ ghế sofa nhỏ gọn, bộ bàn trà thông minh có thể gập lại để tiết kiệm được không gian. Kệ sách và tủ trưng bày thường được thiết kế sao cho vừa vặn với tường hoặc là góc phòng, tận dụng mọi không gian trống một cách thông minh. Ánh sáng tự nhiên. Trong những căn nhà ống với diện tích hạn chế, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên là một không thể thiếu. Cho nên rất nhiều công trình sử dụng những hệ cửa sổ lớn hoặc là cửa kính kéo dài từ trần cho đến nền để tạo một cảm giác mở cho phòng khách thêm ánh sáng tự nhiên. Và với thiết kế đặc biệt này, phòng khách trong nhà ống thường tràn ngập ánh sáng tự nhiên, làm cho không gian phòng khách nhà ống trở nên thoải mái và tạo điểm nhấn cho thiết kế nội thất. Sau khi nắm rõ những đặc điểm của phòng khách trong nhà ống, các bạn có thể dễ dàng để lựa chọn ghế sofa và các nội thất khác sao cho phù hợp nhất với không gian phòng khách trong nhà ống và tận dụng không gian này một cách hiệu quả nhất. Lưu ý khi mua ghế sofa cho phòng khách nhà ống. Khi mua ghế sofa cho phòng khách trong nhà ống, có một số những lưu ý quan trọng các bạn nên xem xét để đảm bảo rằng các bạn lựa chọn sản phẩm sofa phòng khách trong nhà ống phù hợp với không gian và nhu cầu của các bạn. Thứ nhất, kích thước và hình dáng. Bởi vì không gian phòng khách nhà ống thường sẽ hạn chế, sau đó khi mua ghế sofa cho phòng khách trong nhà ống, hãy đảm bảo lựa chọn một chiếc ghế sofa có kích thước phù hợp. Các bạn nên đo kích thước không gian cẩn thận, xem xét hình dáng của ghế để đảm bảo rằng nó vừa vặn với không gian và bố trí tổng thể của căn phòng. Bên cạnh đó, việc vận chuyển ghế sofa cũng là một trong những khó khăn thường gặp với những căn nhà ống. Các bạn nên lựa chọn những bộ ghế sofa phù hợp với kích thước cầu thang bộ hoặc là cầu thang máy ở trong nhà để hạn chế xảy ra những hỏng hóc không đáng có cho công trình các bạn nhé. Thứ hai, chất liệu và màu sắc. Về chất liệu của ghế sofa, các bạn có thể lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng và phong cách trang trí của phòng khách nhà mình. Tuy nhiên, nếu bạn có trẻ nhỏ hoặc là thú cưng, Vlog Nội Thất Đẹp khuyên các bạn nên cân nhắc những chất liệu dễ dàng làm sạch như là da PU chẳng hạn. Màu sắc cũng là một yếu tố quan trọng mà các bạn cần phải xem xét khi mua sofa trong phòng khách. Lựa chọn chất liệu màu phù hợp với tổng màu sắc của phòng khách mà các bạn sẽ cần là tốt nhất. Tuy nhiên, các bạn cũng cân nhắc về độ bạc màu và bám bẩn của chất liệu ghế sofa. Thứ ba, kiểu dáng và phong cách. Chọn ghế sofa có kiểu dáng và phong cách
phù hợp với thiết kế nội thất của phòng khách. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu sofa đẹp cho các bạn thỏa sức lựa chọn, từ ghế sofa góc, ghế sofa đơn cho đến ghế sofa đôi, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và mục đích trang trí của các bạn. Thứ tư, tiện ích và tính năng. Với những không gian nhỏ như nhà ống, các bạn có thể xem xét lựa chọn những mẫu thiết kế sofa phòng khách có tích hợp các tính năng tiện ích như là sofa giường, sofa có học tủ đồ hoặc là sofa có thể điều chỉnh tư thế để tạo một không gian nằm thư giãn. Điều này có thể giúp bạn tối ưu hóa công năng sử dụng của không gian nhỏ một cách tối đa. Thứ năm, về ngân sách. Đừng quên xác định ngân sách của các bạn trước khi mua ghế sofa. Tùy vào chất liệu và kiểu dáng mà giá cả của các bộ ghế sofa có thể sẽ biến đổi rất nhiều, từ những tùy chọn phù hợp với đại đa số mọi người cho đến các sản phẩm sofa cao cấp. Top những mẫu ghế sofa cho phòng khách nhà ống đẹp năm 2023. Một, mẫu sofa băng cho phòng khách nhà ống. Mẫu ghế sofa băng chính là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thanh lịch và sự thoải mái. Được thiết kế dạng liền khối, thiết kế sofa băng có các phần ghế, tựa lưng và bàn cạnh nhau, tạo nên một hình ảnh tối giản và hiện đại. Những mẫu sofa băng thường được làm từ chất liệu da hoặc là vải chất lượng cao, có thể có chân gỗ hoặc là kim loại, tạo một điểm nhấn thú vị. Thông thường ở thiết kế phòng khách trong nhà ống, các mẫu ghế sofa này thường sẽ có các màu sắc trung tính hoặc là tông màu pastel nhẹ nhàng, phù hợp với rất nhiều phong cách trang trí. Thứ hai, mẫu sofa đơn đẹp cho phòng khách nhà ống. Ghế sofa đơn chính là lựa chọn tối giản và tinh tế cho những phòng khách nhỏ. Nếu chỉ là một chiếc sofa băng thôi là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong phòng khách của nhà bạn. Các bạn có thể tham khảo kê thêm từ 1 cho đến 2 chiếc ghế sofa đơn lẻ ở bên ngoài để tối ưu hóa không gian. Đến lúc không cần sử dụng đến sofa đơn thì còn có thể di chuyển chúng ra một không gian khác, tiết kiệm được diện tích trong nhà. Các thiết kế của sofa đơn thường khá là đơn giản với các đường nét hoàn thiện sáng sủa. Ghế sofa đơn tập trung vào tính tiện ích và thoải mái cho người sử dụng, nên chúng sẽ thường có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bố trí trong không gian hạn chế. Với màu sắc và chất liệu đa dạng, các bạn có thể dễ dàng tìm được chiếc ghế sofa đơn phù hợp với phong cách trang trí của các bạn ở trên thị trường. Thứ ba, thiết kế sofa chữ L đẹp cho phòng khách nhà ống. Sofa chữ L thì luôn là một lựa chọn thông minh cho phòng khách nhà ống, giúp tận dụng không gian một cách hiệu quả. Thiết kế chữ L tạo ra một góc rộng rãi và thoải mái để các bạn có thể thư giãn và tiếp khách. Bên cạnh đó, với phần ghế thoải dài, các bạn hoàn toàn có thể nằm thư giãn trên mẫu ghế sofa đẹp cho phòng khách nhà ống này. Khi mua sofa cho phòng khách, các bạn sẽ thường thấy có rất nhiều tùy chọn về kích thước, chất liệu và màu sắc, cho nên các bạn có thể thoải mái tùy chỉnh thiết kế của ghế sofa phù hợp với phòng khách trong nhà mình nhé. Thứ tư, loại sofa giường đa tính năng cho phòng khách cho nhà ống. Loại sofa giường đa tính năng chính là một giải pháp thông minh cho những ngôi nhà ống có không gian hạn chế. Phần khung của chúng thường là sự kết hợp giữa ghế sofa thoải mái và khả năng biến thành giường trong trường hợp cần thiết. Các bạn có thể tìm thấy các mẫu ghế sofa giường với lưng gấp hoặc là ghế sofa giường kéo. Chỉ cần một vài động tác đơn giản thôi cũng có thể tạo nên một không gian nghỉ ngơi, sẵn sàng cho khách đến qua đêm. Thiết kế này tiết kiệm không gian và làm cho phòng khách trở nên đa chức năng hơn. Thứ năm, mẫu sofa Chesterfield đẹp cho phòng khách nhà ống. Mẫu sofa Chesterfield chính là một thiết kế kinh điển giúp tôn lên sự thanh lịch và cổ điển trong những ngôi nhà đẳng cấp. Với phần lưng và tay vịn
được thiết kế nút bấm và những hoa văn trang trí tỉ mỉ, thì mẫu sofa Chesterfield tạo ra một vẻ đẹp độc đáo và tinh tế cho những phòng khách theo phong cách cổ điển và là tân cổ điển. Sofa Chesterfield thường được làm bằng da hoặc là vải cao cấp, chân gỗ hoặc là kim loại. Hiện nay trên thị trường, phần lớn là những mẫu sofa Chesterfield đẹp thì thường sẽ là sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, chúng sẽ có giá thành nhỉnh hơn so với những mẫu sofa đẹp cho nhà ống còn lại. Tuy nhiên, nếu xét về thiết kế và hình dáng độc đáo, thì mẫu sofa đẹp này chính là một lựa chọn phù hợp cho những người yêu thích phong cách trang trí cổ điển và một không gian sang trọng trong nhà ống nhỏ hẹp. Trên đây là toàn bộ những kinh nghiệm lựa chọn một ghế sofa cho phòng khách trong nhà ống mà blog Nội thất đẹp muốn chia sẻ tới các bạn trong video ngày hôm nay. Đồng thời trong video này, chúng mình cũng đã tổng hợp một số mẫu sofa đẹp siêu hot trong năm 2023 nhằm giúp bạn có thể tham khảo và dễ dàng lựa chọn cho mình một mẫu sofa phù hợp nhất các bạn nhé. Tuy nhiên, cần phải nhắc lại một lần nữa, khi lựa chọn một ghế sofa cho phòng khách trong nhà ống, các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn mẫu ghế sofa phù hợp với không gian và sở thích của gia đình nữa nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.